Suy niệm Chúa Nhật thứ tư mùa chay năm B Bài của Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Nghĩa Chuyện thưởng Phạt Chúa hạ con xuống rồi người lại nâng con lên Chúa dìm con xuống hố sâu và người lại nhấc con lên Bàn bạc đâu đó cái ý tưởng này trong các lời ca Trong nhiều cái nhìn tu đức Và cả trong một vài kiểu cách diễn tả của Thánh Kinh đặc biệt là cựu ước khi dân được tuyển chọn bất trung phản bội thiên chúa trừng phạt dân thông thường bằng cách đầy ải dân vào kiếp nô lệ ngoại bang để bày tỏ cơn thịnh nộ nhưng sau đó người lại giải thoát dân để bày tỏ lòng thương xót lời mặc khải là lời của thiên chúa nhưng lại được trình bày bằng ngôn ngữ nhân loại qua những con người cụ thể của một thời gian không gian nền văn hóa nhất định chắc chắn khó có thể tránh khỏi chuyện gán cho thiên chúa những tâm tình ý nghĩ đường lối cung cách hành xử mang đậm nét con người vì thế chuyện suy bụng ta ra bụng người vẫn ít nhiều có đó trong các trang kinh thánh thiên chúa đầy ải và lại giải phóng dân không chỉ để cho dân nhận ra quyền năng và tình yêu của người mà còn để dân phải gắn bó trung thành với người ư không lẽ chuyện vừa đấm vừa xoa chuyện kế sách cây gậy và củ cà rốt chuyện dìm người ta xuống nước cho gần chết ngạt rồi sau đó thả tay ra cho người ta hít thở để người ta rối rít cảm ơn mình cũng là chuyện tình giữa thiên chúa và nhân loại ư chắc chắn tuyệt đối không phải thế nếu giả như thiên chúa cũng hành xử với con người theo kiểu cách mà nhiều nhà cầm quyền khôn ranh hay nhiều thể chế độc tài gian ác đã hành xử thì người chỉ đáng cho chúng ta kinh sợ, khiếp hại mà không bao giờ đáng được kính mến. Để có nhìn tương đối khá chính xác và gần chân lý hơn, thiết tưởng không gì hay hơn hãy lắng nghe những lời do miệng con thiên chúa làm người phán. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một Để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết Nhưng được sống muôn đời Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian Không phải để lên án thế gian Nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ Vô An chương 3 câu 15 Thứ nhất, Thiên Chúa không phải là tác giả của sự dữ là đấng toàn thiện nên sự dữ không thể và không bao giờ do thiên chúa gây ra. Thế mà con người rất nhiều khi gặp phải sự dữ thì lại gắn ghép cho thiên chúa. Xưa kia khi đi trong hoang địa, dân chúa đã phản loạn và khi rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người, thì người ta cho rằng thiên chúa trừng phạt họ bằng cách cho rắn bò ra cắn chết họ. Cái ý nghĩ về chuyện trời phạt đã từng có trong tâm thức của con người xưa nay nhờ lời mặc khải đặc biệt là lời hoàn hảo của đấng cứu độ chúng ta mới biết rằng thiên chúa không phải là ông thần thích báo thù hay trừng phạt tuy nhiên có nhiều lúc người lại để cho sự dữ xảy ra mà không ra tay ngăn cản để cảnh tỉnh con người về tình trạng tội lỗi của họ hoặc để thanh luyện tình yêu của họ đối với người giúp họ ngày càng yêu mến người cách vô vị lợi và chân thành hơn không kể những sự dữ mang tính màu nhiệm mà người ta không thể suy thấu thì có thể nói hầu hết các sự dữ xảy ra là do hậu quả của tội lỗi con người gây ra cho nhau hay cho chính bản thân mình có người ta khi chặt chân thì dễ há miệng và hữu sự thì dễ vái tứ phương như thế những sự dữ vẫn có đó ý nghĩa của nó với kiếp người chúng ta Những sự khốn khó ở đời này vẫn còn đó vai trò của người thầy dạy giỏi Cho dù đôi khi cái khó bó cái khôn Nhưng sự thường thì gian nan rèn nhân đức Dưới khía cạnh nhân bản thì gian khổ là cơ hội giúp ta rèn luyện sự nhẫn nại, sự bền trí Còn dưới chiều kích đức tin thì gian khổ giúp ta biết khiêm nhu và tiến thác vào tình yêu và của Thiên Chúa Thánh Tông Đồi Dân Ngoại khẳng định Quả vậy, chính do ăn sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ Đây không phải là bởi sức anh em mà là một ân huệ của Thiên Chúa Cũng không phải bởi việc anh em làm để không ai có thể hãnh diện Epheso chương 2 câu 89 Thứ hai, Thiên Chúa là đấng vào lòng thương xót có thể nói đây là ý chính của phần phụng vụ lời Chúa mà Hậu Thánh dọn cho chúng ta trong Chúa Nhật thứ tư mùa chay năm B này. Trong cảnh tha hương lưu đầy, dân Chúa xưa luôn hướng về đền thánh Jerusalem. Khi bày tỏ nỗi lòng của dân, Jerusalem lòng này nếu quên người thì lữ sướng ca sẽ dính với hàm. Thánh Vịnh 136 Tác giả Thánh Vịnh mời gọi dân suy đến tấm lòng của Thiên Chúa. Các sứ ngôn sau khi cảnh báo dân về tội phản nghịch của họ cùng với các hình phạt sẽ phải hứng chịu, thì liền sau đó từng bày tỏ lòng xót thương vô bờ của Thiên Chúa. Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình, vì cơn giận của ta sẽ không còn đeo đuổi chúng nữa. Hosea chương 14 câu 5 cố nhạc sĩ họ Trịnh đã từng ca tháng Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người Thế nhưng Kinh Thánh khẳng định rằng Dù cho có người mẹ nào nhẫn tâm bỏ con mình đi nữa Thì Thiên Chúa sẽ chẳng bao giờ bỏ loài người Thánh Phaolô nói với tín hữu Epheso Thưa anh em, Thiên Chúa và lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta Nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã người cũng đã cho chúng ta được sống cùng với Đức Kitô. Thiên Chúa không thể bỏ con người, một lời khẳng định xem ra khá hàm hồ nhưng thật chính xác. Vì Thiên Chúa không thể chối bỏ chính người, vì người là tình yêu. Dù trời cao hay đất thấp, dù thiên thần hay thiên phủ, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Như thế, nếu chúng ta vẫn chìm trong bóng tối thì chính chúng ta phải chịu trách nhiệm vì đã khước từ ánh sáng. Thiên Chúa là đáng ăn thưởng và chính chúng ta mới là những người luận phạt. Nếu chúng ta chọn ánh sáng, tức là tin vào Chúa Giêsu và sống theo lời của người thì chúng ta được thiên Chúa ăn thưởng. Trái lại, nếu chúng ta chớ từ Chúa Kitô thì chúng ta chứ không ai khác là người kết án luận phạt chính bản thân mình bài của linh mục du xe nguyễn văn ba nghĩa ban mê thuộc